Chào mừng các bạn đến với kênh của Tenny Senpai. Tập 1, Tamako là một cô bé đáng yêu, ngây thơ. Nhà Tamako là một tiệm làm bánh mochi gia truyền. Hàng ngày, cô luôn luôn chơi đùa chạy nhảy khắp khu phố cùng hai người bạn thân của mình là Midori và Kana. Một ngày nọ, cô bé vô tình nhặt được một con chim khi đang ngắm hoa. Điều kỳ lạ là con chim này biết nói. Tamako sợ quá liền quăng con chim ra ngoài. Sau đó trên đường về nhà, con chim cứ đậu trên đầu cô và nói chuyện rất nhiều khiến cho những người xung quanh đều hiểu lầm là cô bé nuôi chim này. Đây là Mochizo, bạn thơ ấu của Tamako đối diện nhà cô. Nhưng hai người bố của Tamako và của Mochizo lại rất hay gây sự, và họ cãi nhau hàng ngày vì cả hai nhà đều làm Mochi. Con chim trên đầu Tamako bị ngã và bị thương nên ba người đã bê con chim vào nhà. Còn đây là Anko, em gái dễ thương của Tamako. Vì có mâu thuẫn với bố của Mochizo, nên bố của Tamako đã mắng Mochizo vì cậu lấy cớ giúp con chim mà lẻn vào nhà mình bất ngờ con chim chợt tỉnh lại rồi nói nó là hầu cận của hoàng gia, rời đất nước để tìm vợ cho hoàng tử, nhưng con chim luôn ảo tưởng rằng Tamako tán tỉnh nó. Mặc dù ai cũng thấy thật đáng sợ khi một con chim biết nói, con chim giới thiệu tên mình là Dera Mochi Mazui, có nghĩa là Mochi dở tệ, vì dám nói câu đó trước một người làm Mochi lâu năm nên nó đã bị quăng đi. Buổi sáng, khi làm Mochi giúp gia đình, Tamako thường say sưa hát, còn Mochiro bị con chim Dera đánh thức mà cậu tưởng đó là Tamako, thật là một cậu nhóc đáo để. Tamako thường hay ghé vào một tiệm nhạc cổ để tìm kiếm bài hát mà mẹ đã hát cho cô hồi nhỏ, nhưng mãi vẫn chưa thể tìm được, còn Dera từ khi đến nhà Tamako, nó béo ú như một con gà vì ăn quá nhiều mochi, vậy nên nó đã không thể bay được nữa vì quá nặng. Đến sinh nhật Tamako, những người hàng xóm thân thiết đều đến chúc mừng sinh nhật cô bé, nhưng vì sinh nhật vào đúng ngày năm mới nên họ luôn đi về mà quên tặng quà sinh nhật cho cô, vậy là sinh nhật cô bé lại kết thúc thật nhàm chán. Tập 2 Buổi sáng Tamako dậy từ sớm để chuẩn bị đồ đặc phụ gia đình làm mochi. Đặc biệt cô bé rất thích nặn những chiếc bánh mang hình thù kỳ lạ. Tamako muốn làm một chiếc Valentine mochi cho lễ tình nhân sắp tới, nhưng người bố luôn từ chối mấy ý tưởng trẻ con này. Ngồi trong lớp Tamako lại vẽ ra những ý tưởng cho chiếc bánh mochi. Kana đêm qua mới thức khuya để làm một bản vẽ cho căn nhà chocolate. Midori thấy hai đứa này chả hiểu mục đích chính của ngày lễ tình nhân gì hết. Nghĩ lại thì năm nào cô cũng nhận được đầy chocolate mà vẫn FA Tan học trở về nhà, Tamako vẫn nhận được nhiều món quà từ những người hàng xóm thân thiện. Nghĩ lại thì Valentine sắp đến mà khu phố này không có ai trang trí hết. Chú tóc xoăn chỉ mong được nhận một chiếc chocolate từ chị Sazuri. Làm cô bé ngây thơ ngạc nhiên không hiểu gì. Về nhà Tamako liền gọi Mochiro qua cửa sổ, và hai đứa liên lạc với nhau bằng chiếc điện thoại cốc giấy. Cô muốn tân trang lại khu phố mua sắm này. Hôm nay người lớn sẽ học tại nhà tắm thỏ con, nên Tamako muốn rủ bạn cùng ghé qua. Tối đến thì hai ông bố ngạc nhiên vì bọn trẻ lại ngồi ở đây. Chủ đề của cuộc họp này là một đề nghị của Tamako. Nhưng đến khi đứng lên thuyết trình thì cô bé lại căng thẳng quá mức. Thấy vậy Mochiro ra hiệu sẽ nói giúp bạn. Nhưng cái kết cậu cũng chả khác gì. Tóm lại mục đích của Tamako là muốn tân trang lại khu phố mang màu sắc của ngày Valentine. Mọi người đều rất ủng hộ cô bé. Mochiro thì là một bảng hiệu mới và quay đoạn phim làm kỷ niệm dịp này. Chỉ riêng bố Tamako không thích cái ý tưởng này thế nhưng ngày hôm sau đi tới đâu cũng tràn ngập trái tim với màu hồng. Thậm chí cả quán Udon cũng làm theo phong cách Valentine. Tamako và Kana cùng mặc một bộ đồ thỏ trắng cho Mochiro quay. Nhưng cô bé diễn rất giả chân không được tự nhiên. Cảm thấy có điều phiền lòng thì Midori lôi đê ra vào quán nhạc uống cà phê. Con chim tinh ý này chỉ nhìn qua cũng biết cô bé có điều muốn tâm sự. Sau một buổi chiều quay phim với Mochizo và mọi người trong khu phố, Tamako về nhà thì thấy bố có vẻ vẫn còn giận về ý tưởng của mình nhưng hóa ra ông đã làm món mochi chocolate hình trái tim rất dễ thương. Sự thật bố Tamako là một con người rất giàu tình cảm, nhưng ông vốn trầm tính nên không muốn để lộ ra bên ngoài. Tamako hiểu ý đã cảm ơn thì bố lùi luôn vào trong nhà. Vào buổi trình chiếu phim của Mochizo đã quay, thì cái máy chiếu phim đột nhiên bị hỏng. Đê ra thử ngậm mồm vào dây cắm ai ngờ mắt nó lóe sáng lên. Tự nhiên con chim lại biến thành cái máy chiếu phim rất ảo ma. Sau khi chiếu phim xong thì đột nhiên con chim lại chiếu ra một hình ảnh rất lạ đó là hai người nào đó đang ở một vùng đảo xa làm mọi người đều há hốc mồm. Tamako đã tặng cho bố một chiếc chocolate nhân dịp này, và còn mong ngóng một ngày nào đó được tặng cho người con trai mình yêu. Trong khi Midoji đi đến đâu cũng được tặng quà. Tập 3, đã sang một học kỳ mới, Tamako và Kana vẫn được học cùng lớp nhau, nhưng Midori lại bị chuyển sang lớp khác. Còn Mochiro thì rất tiếc nuối vì lại không được học cùng với Tamako. Đây là Siori, cô bé năm nay được học cùng lớp với Tamako. Chồng cô bé có vẻ không thích nhóm của Tamako lắm dù được Tamako vẫy tay chào. Còn Dera ngay từ lần đầu gặp Siori, nó đã phải lòng cô và coi cô là định mệnh. Sau đó Siori đã đưa con chim về nhà, Dera đã dẫn cô bé đi khắp khu phố thỏ con thân thiện của Tamako khiến cô được cho rất nhiều quà. Đến nơi Tamako rất ngạc nhiên khi gặp Siori. Siori đang định đi về thì Tamako đã kéo cô lại mời ăn sakura mochi. Sau đó Siori còn được mời ở lại ăn tối cùng cả nhà Tamako và cùng đi tới nhà tắm. Sáng hôm sau Tamako chào Siori rất thân thiết, nhưng Siori lại trở về với tính cách như mọi khi. Cô đã bơ Tamako và bỏ đi, nhưng thật ra, Siori rất muốn chơi với nhóm của Tamako, mà do tính cách nhút nhát của cô nên cô không dám nói chuyện. Cô rất cố gắng muốn cảm ơn Tamako vì buổi hôm trước, nhưng lại không thể nói được. Hết cách, cô bé đã nhờ Dera nói cảm ơn Tamako hộ, nhưng con chim đó nói rằng cô bé nên tự mình cảm ơn. Sau đó, vì thầy giáo không biết đường tới nhà Tamako nên Siori đã dẫn đường cho thầy hai người lại được khu phố thân thiện đón tiếp rất tốt, trong khi hai người lớn nói chuyện với nhau, Tamako cùng với Siori đi chơi, bị hai người từ chối cho đi cùng khiến Dera đã bị sốc, đến tiệm nhà quen thuộc, Tamako đã xin lỗi Siori, vì nghĩ rằng cô đã nói chuyện hơi thân thiết quá khiến Siori thấy phiền, sau đó Siori đã cố gắng hết sức để nói với Tamako, rằng cô thật sự rất vui khi được chơi với nhóm Tamako. Trước đây chỉ dám ngắm nhìn nhóm các bạn chơi với nhau từ đằng xa, còn cảm thấy rất vui khi được học chung lớp, vậy là hai người đã trở thành bạn tốt của nhau. Hôm nay đúng là ngày vui nhất của Siori, Tamako đã kể cho Midori nghe chuyện. Và cô bé cũng biết được về chuyện Siori đã đứng trước gương để cố tập nói cảm ơn mình nhờ có Midori kể. Tập 4 Hồi nhỏ Anko một lần từng được mẹ trang điểm cho để tham gia lễ hội. Ai cũng đều khen cô bé dễ thương hệt như một cô công chúa vậy. Nhưng đó chỉ là giấc mơ hồi tưởng về quá khứ của Anko. Dạo gần đây Tamako nhồi nhét cho Deja ăn quá nhiều. Dẫn đến việc con chim trở nên béo ú mập ú. An cô không thể chấp nhận cho bà chị gái ngây thơ của mình chiều nó quá mức, ăn nhiều đến nỗi đê ra không thể bay nổi lại còn hay bị đau bụng. Nhưng lúc nào nó cũng ra vẻ để lắm mới chịu ở lại căn nhà này thôi. Tamako đã mặc bộ đồ quảng bá cho khu phố thỏ con trong dịp lễ hội sắp tới. Ra ngoài thấy bố của Mochiro cũng ăn mặc giống hệt còn đeo cả tai thỏ. đang vui vẻ nói chuyện thì bố Tamako lại ra gây sự làm cô bé phải can ngăn. An cô đành tới trường trước mà cô bé nhận ra xung quanh tràn ngập không khí của lễ hội. An cô đã đến tuổi dễ thấy ngại nên luôn cư xử bình tĩnh không như chị gái. Midoji cũng nhận ra được điều này chỉ riêng Tamako vẫn cứ hồn nhiên. Bất ngờ thấy một bạn nam đi ngang qua thì An cô vội nấp sau người Tamako. Midoji tinh ý hiểu ra ngay, trong khi Tamako còn tưởng mấy đứa nó ghét nhau. Tới lớp thì cô bé phải chia nhóm để chuẩn bị cho chuyến đi thăm bảo tàng. May mắn thay được chung nhóm với cậu bạn đeo kính kia. Thế nhưng hôm đó lại chính là ngày lễ hội, tiệm mochi rất đông khách nên bố An cô không cho đi. Điều này làm cô bé dỗi và đó cũng là lý do Anko không thích lễ hội. Tamako có việc bận nên nhờ em gái tiếp chuyện Mochiro giúp. Anko thấy nói chuyện qua cửa sổ vẫn nghe rất rõ, thế mà anh cứ phải dùng cái điện thoại này. Biết chuyện Anko muốn đi chơi với lớp vào dịp lễ hội, thì Mochiro ngỏ ý muốn giúp cô bé trông quán. Nhưng bố Anko nhanh chóng từ chối vì vốn không ưa bố cậu ta. Thậm chí Mochiro còn sẵn sàng bỏ bê nhà mình để qua làm với Tamako. Nói đến thế mà Tamako vẫn không hiểu ý đồ bạn. Thấy vậy thì ông nội khuyên An cô nên dậy sớm làm công việc dần. Rồi còn lại bao nhiêu ông sẽ giúp để kịp giờ đi bảo tàng với lớp. Nói đến đây thì người bố cũng không từ chối nữa. Sáng hôm đó Siori cũng tới giúp Tamako một tay. Trong khi đó bên người lớn lại đang khốn khổ vì chiếc kiệu vàng. Con chim trên đỉnh kiệu bị rơi và không có cách nào dán lại được. Đột nhiên thấy Deja bay tới thì tất cả quyết tâm bắt lấy nó để thay thế. Thành ra Deja được sơn vàng khắp người tăng đam. Mochiro thấy tiếc vì bận dứt kiệu mà không được đi chơi với Tamako. An cô đã xong việc thì vội vàng chạy đi gặp bạn. Thấy Kana chúc em nó may mắn mà Tamako chả hiểu gì. Nhưng bất ngờ bị chị bán hoa nhờ giúp một việc đó là mặc lễ phục cho lũ trẻ. Thấy em bé ấy không thích thì An cô đã dùng những lời nói ngày xưa của mẹ. Còn khen em dễ thương như công chúa làm cô bé rất vui. Cho đến khi vội chuẩn bị đến điểm hẹn thì em nó còn níu kéo chị. An cô không nỡ bỏ lại cô bé và đành từ bỏ chuyến đi với bạn bè. Được thấy nụ cười tươi tắn ấy thì cô cũng không tiếc nuối lắm. Quay về nhà tiếp tục bán mochi cho bố. Bất ngờ cậu bạn cùng lớp ấy lại đến đây làm An cô vội vã giấu mặt, rồi chạy thẳng vào nhà trốn trong góc tủ. Ba người chị dụ dỗ mãi cũng không chịu ra. Thấy lo lắng thì cậu bạn kia đã lên phòng. Cậu tiến lại gần rồi nhẹ nhàng gọi An cô để tặng cô món quà lưu niệm của nhóm. An cô nhất quyết không muốn ra nhưng sau một hồi cũng phải chịu thua. Cô bé đã nhận món quà được bạn thay mặt nhóm tặng. Midori cảm thấy nhỏ em này trưởng thành sớm hơn Tamako nhiều. Tập 5: Tamako và các bạn đến hồ bơi. Tamako rủ Mochiro đi cùng nhưng hai người bạn của cô bé không đồng ý vì cậu ta là con trai. Khi đó Mochiro cũng không thể đi được vì phải ở nhà làm bài tập. Tamako không biết bơi nên được Midori dạy bơi, thế nhưng cô bé lại bơi tại chỗ, cả việc mở mắt dưới nước hay hít thở cô bé cũng không làm được. Trong khi đó Mochiro đang ăn mì ở nhà mà cứ nghĩ đến Tamako nên mất tập trung. Đã thế khi bố cậu hỏi có chuyện gì quan trọng à, Mochiro nói là không có gì hết nhưng đâu thể giấu được mẹ cậu, đúng là đã nghiện lại còn ngại. Mochizo chạy lên phòng nằm mà vẫn nghĩ đến hình ảnh Tamako trong bộ đồ bơi, đang mơ mộng thì con chim lợn Dera lại đến phá đám. Đã vậy còn bị nó nghe lén hết mấy thứ cậu vừa ảo tưởng, không những vậy còn bị nó trêu chọc không biết rút mặt vào đâu. Khi Tamako cùng các bạn đến biển cùng cả lớp, Dera cũng trốn vào cái túi của Mochizo để đi ké để giúp Mochizo tỏ tình với Tamako. Đến nơi Mochizo đã đọc bức thư tình cho con chim nghe thử, nhưng chẳng may bị Midori nghe được, sau đó Mochizo đã vội vàng nhờ con chim chuyển thư đến cho Tamako nhưng rất tiếc Midori đã kịp thời ngăn cản. Đến tối, khi mọi người đang nướng thịt, Midori đã nói chuyện riêng với Mochizo. Midori khuyên bạn nên từ bỏ Tamako đi vì chỉ làm phiền cô ấy thôi. Cho dù có tỏ tình thì Tamako cũng chỉ coi hai đứa là bạn thôi, nhưng Mochizo đã nói dối là không có ý định đó. Cậu chỉ lo cho Tamako khi phải một mình, vì Tamako luôn hậu đậu trong mọi việc, và cậu là người đã quen với Tamako từ nhỏ. Thế là Midori lại nói là tại nhà hai người cùng làm mochi thôi, còn cho rằng mình thân với cô ấy hơn. Rồi hai người cứ thế tranh giành nhau Tamako, Mochiro còn nói trong tên cậu có chữ Mochi, là thứ mà Tamako vô cùng yêu thích. Trong khi đó, Dera chạy đến vì bị một con mèo đuổi, Midori liền nói cậu nhờ Dera giúp thổ lộ như vậy cũng là không được. Dù sao thì Midori sẽ cố bảo vệ Tamako khỏi Mochiro, sau đó lại là màn văn vở của con chim khiến mọi thứ êm dịu hơn. Hôm sau, cả nhóm cùng đi bơi, Midori hỏi Tamako nghĩ sao về Mochiro, nhưng vì Tamako vô cùng ngây thơ trong sáng nên cô bé không hiểu. Tamako đã trả lời rằng hai người là bạn chơi thân từ nhỏ và cũng là bạn cùng làm mochi. Trong khi đó thì Dera bị một con chim trêu chọc suốt, bơi xong, mệt quá Tamako đang nằm nghỉ thì bỗng dưng có pháo hoa, khiến cô bé bật dậy chạy vụt ra cùng với Siori và Kana để xem. Đến nơi thì gặp Mochiro cùng với Midori cũng đang xem pháo hoa, Tamako đã gọi hai người cùng đến một chỗ ngồi đẹp mà cô bé đã tìm thấy. Mochiro định không đi cùng vì nghĩ Midori ngăn cậu đến gần Tamako, nhưng dường như sau một số chuyện Midori không còn nghĩ xấu Mochiro nữa có vẻ cô đã cho phép Mochiro chơi với Tamako, nhưng đi xem pháo hoa mà cu cậu cứ mãi nhìn Tamako thôi. Tập 6. Tamako đang cầu nguyện trước bức tượng thần bảo hộ. Đê ra càng ngày càng thấy cuộc sống ở đây có quá nhiều phong tục kỳ lạ. Tamako quay mặt lại thì không thấy con chim đâu. Nhưng cứ có cảm giác như ai đó đang theo dõi đằng sau. Nhân cơ hội lại đang trong mùa hè nóng nực vắng vẻ ít người qua lại. Trong cuộc họp khu phố, Tamako đưa ra đề nghị muốn tổ chức một căn nhà ma. Cô đã rủ mấy người bạn đến tiệm nhạc để bàn kế hoạch. Tiếc là Siori và Mochiro có việc bận nên không tới đây được. Tamako đã vẽ ra một vài ý tưởng và còn kiếm được trên mạng mấy tấm ảnh. Cô muốn dùng cái lạnh sống lưng giúp mọi người đánh bay cái nóng mùa hè. Thế là ông chủ tiệm mở luôn một đĩa nhạc ma cho hợp không khí. Cộng thêm cái câu chuyện rùng rợn mà Midori kể thì Deja Jun lập cập. Ba đứa đã mượn được căn nhà kho của ông chủ nhà tắm công cộng. Kana có thủ sẵn một cái thước đo, cô đã tính toán xong hết những vật dụng cần thiết vừa khít căn phòng. Sau khi nghe thông báo trên loa phát thanh thì ai nấy đều đến quên góc một chút. Rồi còn đi phân phát tờ rơi quảng cáo cho ngôi nhà ma. Tối hôm ấy sau khi tắm xong đang trên đường trở về nhà, bố của Tamako bất ngờ nhìn thấy từ đằng xa có hai đốm lửa rất ghê sợ. Sáng hôm sau liền kể ngay cho mọi người mà bố Mochiro không tin, nhưng ngoài ông ra còn có người khác cũng nhìn thấy. Cô kể chuyện có thấy một nhân viên văn phòng người bê bết máu. Nghe đến đây thì mọi người bắt đầu sợ hãi, thậm chí năm nay cũng chưa có nhà nào trong khu làm lễ giải hạn. Thấy vụ ồn ào thì Tamako tới hỏi chuyện nhưng người lớn lại giấu không kể. Nghĩ lại thì cô bé đang rất hứng thú với căn nhà ma, nên họ cũng không nỡ kể ra sợ phá tan niềm vui của Tamako. Thế là hội người lớn quyết định âm thầm bảo vệ cô bé và lũ trẻ. Đầu tiên họ đem đến một đĩa cá ngừ toàn tỏi, rồi còn đeo cho một chiếc vòng cổ cũng toàn tỏi. Tiếp theo thì giả vờ diễn kịch rồi đặt hoa và đổ rượu trừ ma ra khắp nhà kho. Cuối cùng là đến lượt anh đầu xuân mà mọi người phải đùn đẩy mãi mới chịu. Anh ta mang muối đến nhưng nói rất lắp bắp chả nghe ra gì chỉ có cana phiên dịch được là cần phải ăn đủ muối để tránh bị say nắng. Ngoài ra còn thêm một cây gậy trừ tà. Những tấm poster quảng cáo nhà ma được dán ở khắp nơi. Hội người lớn thì vẫn liên tục dính phải mấy chuyện rất bí ẩn. Như ông chủ nhà tắm đã lau đi lau lại, mà cái sàn nhà vẫn xuất hiện dấu chân người. Rồi anh chủ tiệm Udon cũng tự nhiên bị mất một suất ăn. Chị bán hoa thì vừa bê chậu hoa ra, đứng ngủ gật có một lúc mà nhận ra nó đã nở bung hết. Cảm giác như khu phố này đang bị lời nguyền ma ám. Ji sau một thời gian không qua đây, mà giờ cứ thấy người ta bàn tán về ma quỷ. Rồi cô bé cùng với ra thử ghé vào chút, thì Siori vẫn rất bình thản chỉ riêng con chim sợ đến gào cả lên. Nhiều người thấy vậy thì rất hiếu kỳ liền tới muốn vào thử một chuyến. Thấy nhà ma của Tamako quá đông khách thì hội người lớn bắt đầu lo lắng. Họ quyết tâm gọi cô bé ra và kể lại toàn bộ câu chuyện đã gặp phải. Sioji thấy mấy chuyện như vậy chả có gì là bất thường. Trong nhà tắm mọi người đi lại nhiều mà chân ướt thì sẽ để lại dấu vết, tiệm udon bị mất một suất mì chắc chắn là do lũ mèo hoang hoa nở nhanh chỉ đơn giản vì đã đem nó ra khỏi buồng mát rồi hai đứa lại quay lại với căn nhà ma thì thấy thầy giáo đến chơi thầy còn đưa cả vợ theo và ra vẻ rất bản lĩnh trước mặt người vợ thế nhưng đến khi vào trong thì ông sợ đến khóc thét cả lên người thầy đã gục ngã hoàn toàn trong khi cô vợ lại rất thích thú tối đến cả khu phố đã là một bữa ăn mừng cho căn nhà ma thành công rực rỡ nhưng còn một vấn đề là cái vụ linh hồn ma chơi với nhân viên công sở vẫn chưa được giải thích Kanna mới thừa nhận hai vụ này là do mình làm. Cô bé đã nhờ Deja mang lọ sơn về nhà kho giúp. Con chim lúc cắp theo lọ sơn bay, thì tạo ra một hình ảnh rất giống ngọn lửa ma chơi. Sau khi đi qua đoạn người nhân viên công sở, thì sơn bị đổ hết xuống nên nhìn ông ta giống như người be bét máu. Bất ngờ Deja luống cuống bị một cái chai đập vào đầu rồi từ mắt nó. Hình ảnh giống hôm trước lại hiện lên. Anh chàng đó thông báo đang có một người tên Choi đến đón Deja về nhà. Tập 7 Dera nghe thấy một tiếng sáo khiến cậu có những hành động thật kỳ lạ, thì ra tiếng sáo đó là của Choi, một nhà tiên tri sống tại hòn đảo được cai trị bởi dòng họ tộc Mochimazui, Choi có thể tiên đoán được những chuyện sắp xảy ra và cô rất tức giận với Dera vì nó đã béo như con lợn, con mắt của Dera khi phát sáng lên là phương tiện để họ liên lạc với nhau, nhưng nó đã bị hỏng khiến Dera không thể liên lạc với hoàng tử được và Choi lại được mọi người nơi đây đón tiếp rất thân thiện, nhưng vì bị Dera nói dối nên cô bé tưởng mọi người chỉ đang cố lừa mình thấy mọi người rất tò mò về sức mạnh của mình nên Choi đã thử tiên đoán một vài chuyện, cô nói rằng sắp có một con quỷ màu trắng rất to sẽ đến, hóa ra đó là con chó màu trắng tên là quỷ, sau đó cô bé còn đoán đúng nhiều chuyện khác nữa, như là cô bán hoa sắp phải chịu cơn tức giận của mặt đất, thế là cô bị ngã luôn. Sau đó là anh đầu xoăn muốn Choi tiên đoán hộ về tình yêu, nhưng rất tiếc tình yêu đó sẽ tàn trước khi nó đơm hoa khiến anh rất sốc. Còn chị Sazuri nhờ tiên đoán về sự hòa hợp giữa cô và người mà cô sắp cưới, thì ra người mà anh tóc xoăn thích chính là Sanjuri vậy là choi lại tiên đoán đúng, Mochizo thấy thế đã hỏi Tamako có bao giờ nghĩ đến việc kết hôn chưa, nhưng cô bé đã chạy ra chỗ đám đông bỏ mặc cậu. Sau một thời gian rất vui vẻ, choi nhận ra Dera đã nói dối cô, thật sự những người ở đây rất tốt bụng, chứ họ không hề muốn lừa cô. Tập 8. Vì nhà có dư mấy tấm gỗ nên Kana làm luôn cho Dera một căn nhà. Mới tí tuổi mà đã giỏi như này rồi. Cho đến khi Dera chui vào thì nó quá chật, đẩy vào mới vừa khít vào được nhưng bung cả mái nhà. Kanna quá thất vọng về bản thân lại còn định cưa bỏ luôn cả cái nhà. Nhưng cho lại thấy lỗi lầm là ở đây ra mới đúng. Nó càng ngày càng béo lên nên cô quyết định cắt giảm khẩu phần ăn. Choi treo lên người nó tấm bảng nhắc nhở mọi người không được cho đồ ăn. Và thế là đi đến đâu người ta cũng không cho ăn như trước nữa. Nhận thấy ông nội vẫn lén cho nó ăn thì Tamako quyết định mang tới trường. Cô còn muốn Choi đến trường học cùng mình để tiện trông con chim. Choi được phép mặc bộ đồng phục đối với các bạn thì rất vui. Cô bé trong bộ đồng phục nhìn cũng rất dễ thương đến lớp thì Choi rất được các bạn quý mến. Tan học Tamako lại muốn mua cho bạn một bộ đồ nào đó khác. Midoji và Kana cũng đưa ra một số ý kiến về những bộ trang phục dễ thương. Thế nhưng ở khu phố thỏ con không có chỗ bán nên cả nhóm tới nơi khác. Ở đây thì toàn những bộ quần áo rất bắt mắt. Sau một hồi chọn lựa thì kết cục cũng không mua được gì. Thời gian dài tập luyện nhịn ăn đã trôi qua nên đê ra giảm cân trông thấy. Nhưng mọi người lại không quen với dáng vẻ này nên quyết định bồi bổ cho nó béo lại như trước. Trong khi đi dạo với Tamako, thì Choi nhận được một món quà từ Midori và Kana. Mở ra là một chiếc áo len rất đẹp. Đây là lần đầu tiên Choi xa nhà mà nhận được lòng tốt của mọi người như vậy. Tập 9 kể về chuyện tình yêu của bố mẹ Tamako. Cô bé này khi đến quán mochi đã nói tôi thích mame dai. Mame dai là tên của một loại bánh mochi mà cũng là tên của bố Tamako. Nên bố của Tamako đã hiểu nhầm cô bạn này thích mình, khiến ông đã thừa nhận tình cảm với cô. Đoạn này cười vl. Cũng nhờ có sai lầm đó mà sau này họ mới thân thiết với nhau. Trong khi vừa làm mochi, Tamako vừa ngân nga giai điệu của bài mà mẹ đã hát cho cô hồi nhỏ. Không hiểu sao điều này lại khiến người bố giận dữ. Anko muốn tặng bánh mochi cho cậu bạn trai mà cô bé thích, nhưng cô lại nói là tặng cho bạn và muốn làm thành một món quà thật đẹp. Khi Tamako hỏi bạn ấy tên gì, Anko ấp úng trả lời là Juzuki rồi chạy thẳng vào nhà. Tính cách này của cô bé có lẽ được thừa hưởng từ bố. Hôm nay, trông Anko có vẻ hơi buồn khi được bố gọi là có bạn đến mua bánh đai phư cư. Anko đã biết ngay đó là Yuzuki khiến cô không dám đi xuống gặp cậu. Công nhận cu cậu này ngon dai thật. Đến hẹn lại lên. Vào buổi tối Tamako và Mochizo lại dùng chiếc điện thoại bằng cốc giấy tự chế để nói chuyện với nhau từ xa. Lần này, Tamako đã nói với Mochiro về việc Anko hôm nay rất buồn và muốn Mochizo giúp. Khiến sáng hôm sau Mochizo đã đến sớm để đi cùng với Anko, Mochiro nhờ tài ăn nói của mình nên đã dụ được Anko nói ra lý do cô bé buồn. Đó là do Yuzuki sẽ triển trường, lại còn vào đúng ngày lễ Mochi. Vào ngày lễ Mochi, hai gia đình vô cùng đông khách khiến hai ông bố lại cãi nhau um lên, bố Mochiro gọi cậu đem giúp bột gạo làm Mochi ra, nhưng Mochiro vì gái mà đã chạy sang nhà bên kia để giúp Tamako làm việc, đã thế còn gọi bố Tamako là bố, mặc dù cậu vẫn bị ông ấy đuổi đi. Vì công việc quá đông nên An cô sợ sẽ không thể đến nói lời tạm biệt với Juzuki được khiến cô bé rất buồn, dường như chỉ có Mochiro là nhận ra điều này, và khuyên em nên đi tạm biệt bạn đi vì vẫn còn kịp giờ thế nhưng Anko cô lại không dám đi vì nếu gặp bạn, cô bé cũng không biết nên nói gì. Mochizo đã gợi ý cô bé nói là em yêu anh, nghe thật ngớ ngẩn, đúng lúc ấy, Tamako đã nhờ Anko cô giao bánh mới làm đến cho Juzuki, vậy là đã có lý do chính đáng để có thể đi gặp bạn. Vì chạy quá vội khiến Anko cô bị ngã, nhờ có Dera động viên mà Anko cô đã cố gắng đứng lên chạy tiếp, đến nơi, Anko cô đã tặng Mochi cho Juzuki. Nhìn cu cậu này có dáng của một người chăn vợ từ bé giống anh chàng Mochi nhỉ. Sau khi hoàn thành công việc, Bố Tamako đã lấy cây đàn ra và ngồi say sưa hát, Tamako nghe thấy liền nhận ra ngay đây là bài hát mà mẹ hát cho cô hồi còn nhỏ, và ngay lập tức, Tamako đã dẫn người bố đến tiệm nhạc quen thuộc khiến ông phải ngồi ôm mặt, hóa ra bài hát đó là do bố cô viết và dành tặng cho mẹ cô. Vì hồi trẻ ông và người chủ tiệm nhạc từng thành lập một ban nhạc, có vẻ đó chính là lý do mà ông luôn khó xử khi nghe con gái ngân nga giai điệu bài hát. Tamako và các bạn đã cùng xem MV mà ngày xưa bố cô đã làm. Điều này khiến Tamako nhận ra ngày xưa bố mình cũng yêu một ai đó, ngây thơ thật. Sau đó bố Tamako đã ngồi hồi tưởng lại hồi trẻ, khoảng thời gian hạnh phúc với người yêu của ông. Tập 11. Choi đã một mực khẳng định Tamako là vị hôn thê mà cô và Dera đang đi tìm kiếm cho hoàng tử, bởi vì Tamako có rất nhiều điểm giống với hoàng tử như là mùi hương và nốt ruồi ở cổ. Cô bé còn nói nếu Tamako kết hôn với hoàng tử thì cô sẽ là thành viên của gia tộc Mochimazui, khiến Tamako và bố đều không thích. Nghe tin này còn khiến Mochizo đứng đơ cả người, nhưng Tamako đã bảo không phải đâu khiến cậu an tâm hơn. Đến lớp thì mấy người bạn của Tamako cũng bàn tán rất xôn xao về việc này. Tamako đã phải nói là chắc cho nhầm lẫn gì đó thôi chứ cô không thể làm vợ hoàng tử được. Thậm chí cả anh đầu xoăn cũng gọi cô là công chúa. Lúc này, mọi người dường như không hề để ý đến việc Tamako sắp tích đủ thẻ tích điểm của khu mua sắm. Nếu tích đủ 100 thẻ này sẽ nhận được món quà đó là huy hiệu của khu mua sắm và cuối cùng Tamako cũng đã kiểm đủ 100 thẻ khiến cô vô cùng vui sướng. Thậm chí cô bé đã phải tích thẻ từ lúc tiểu học để đến giờ nhận được món quà này, Tamako là người duy nhất trong khu phố nhận được nó. Việc Tamako là vị hôn phu của hoàng tử đã khiến không khí khu phố thay đổi. Mochizo hỏi bố Tamako nghĩ sao về việc này, mặc dù cậu gọi ông là bố nhưng dường như lúc này bố Tamako cũng đang rất phiền lòng nên còn trả buồn mắng cậu. Chỉ có cô bé Tamako ngây thơ kia vẫn đang vui vẻ chơi đùa. Tối hôm đó, Mochizo đã nói với Tamako bằng chiếc điện thoại cốc giấy rằng, dù cậu có đi đâu hay đi với ai, thì khi cậu hạnh phúc tớ cũng sẽ hạnh phúc, rồi chúc ngủ ngon. Thậm chí cả Anko cũng sợ chị mình đi nên muốn ngủ chung với chị, chỉ mỗi cô bé Tamako là không suy nghĩ quá nhiều về việc này, mặc dù cũng khá giận về việc mọi người cứ nói chuyện như thể muốn cô đi thật. Nhưng dường như chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng nữa, vì cô bé chợt nhận ra mình đã làm mất chiếc huy hiệu, Tamako đã tìm khắp nơi mà không thấy đâu thì bỗng dưng một người kỳ lạ dơ ra và trả cô chiếc huy hiệu đó. Anh đã nhặt được nó vì cô bé đã không cẩn thận làm rơi. Hóa ra đây chính là hoàng tử Mecha Mazui của Choi và Dera. Khi nhìn thấy Dera cậu đã không thể nhận ra nó vì nó đã quá mập. Sau một thời gian trò chuyện, Mecha đã nói rằng Tamako không phải vị hôn thê của anh, vì mùi hương trên người Tamako thật ra là mùi của bông hoa mà cô hay mang theo người. Tất cả chỉ là hiểu nhầm, khiến mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhất là Mochiro, sau đó hai người họ đã lên xe để trở về đất nước của mình. Trên đường về họ chợt nhận ra đã bỏ quên Dera lại, thế là nó lại ở đây một thời gian. Đến ngày sinh nhật tiếp theo Tamako, lần này Dera đã quyết định sẽ tự rời đi mà không báo trước với ai. Tamako thì chạy khắp nơi để tìm Dera, trong lúc đang đi một vòng quanh khu phố, Dera lại vô tình bị nhét vào cái hộp đựng hoa như đầu phim. Lần này Mochizo đã nhớ việc tặng quà sinh nhật cho Tamako, món quà cậu muốn tặng đó là loài hoa yêu thích của Tamako. Nhưng hộp đựng hoa mà cậu mua lại vô tình có Dera trong đó. Khi Tamako mở hộp quà của Mochi Rosa, thật bất ngờ trong đó lại là con chim đáng ghét này. Cô bé vô cùng vui vì đây là món quà sinh nhật tuyệt nhất mà mình từng nhận được từ trước đến nay. Sau đây là tập phim dài. Đây là đất nước của Dera. Lúc này con chim đã trở về quê hương mình. Còn Choi đã dự đoán được vợ của hoàng tử chính là cô. Vì ngay từ đầu, cô bé cũng đã thích hoàng tử. Lúc này, họ đã học được cách làm món Mochi của nhà Tamako. Còn con chim béo Dera thì vẫn nhây như mọi khi. Nó đã làm ra hai cái mochi trông rất đẹp mắt này nên đã bị choi cho ăn tát. Đúng lúc ấy, hoàng tử Mecha đã ra. Cậu còn nói cái mochi này đẹp quá, ta rất thích ngắm nó, khiến cô rất sốc. Mecha đã nói đó là kiểu Dera mochi phải không? Hóa ra choi đã bị Dera chôn cho một vố. Đúng là con chim này rất đáng bị ăn đòn mà. Vào vấn đề chính, đây là một dòng hồi tưởng của Mochizo về hồi nhỏ giữa cậu và cô bé Tamako hai người đã thân thiết với nhau từ khi còn bé tí. Ngay từ lần đầu thấy Tamako trong bộ đồng phục trung học, Mochizo đã bị cô bé hút hồn. Có lẽ không ai biết được, người bạn nối khố của cô gái ấy đã yêu cô. Mở đầu phim, Kanna đã nói muốn tham gia lễ hội diễu hành usagi Cô bé muốn cả nhóm hãy tạo một kỷ niệm về câu lạc bộ ba tong. À, ba tong này là một loại hình nghệ thuật về múa gậy kết hợp với tiết tấu chống kèn. Chứ không phải cái ba tong chúng ta đã biết đâu nhé. Sau đó, Kana đã thuyết phục cả nhóm đồng ý cùng tham gia. Sau khi phân chia công việc xong, Tamako nhận việc bắt gậy. Nhưng đó lại là phần mà cô bé rất kém. Đột nhiên, nghĩ tới Mochi mông. Tamako đã sờ vào mông Midori khiến cô bạn giật mình. Rồi nói mông Kana thì hơi phẳng. Và cô bé cứ đòi xem của Midori lần nữa. Còn Mochiro trong lúc đang ngồi xem lại về bộ phim của câu lạc bộ làm phim đã quay. Cậu bất chợt nhìn quanh phòng, thấy mấy đứa bạn đang không để ý. Thế là mở ngay đoạn phim quay trộm Tamako ra ngắm. Mấy cậu bạn kia thì vẫn cứ hỏi đoạn phim sao rồi. Ngó vào thì phát hiện Mochizo đang xem linh tinh. Cậu đã nói với họ về dự định học đại học của bản thân. Các bạn rất ngạc nhiên vì ngôi trường đó ở tận Tokyo. Nghĩa là cậu sẽ phải rời xa Tamako. Nhưng Mochizo đã quyết tâm rồi. Còn bé Tamako ngây thơ thì viết vào phiếu điều tra hướng nghiệp là Muốn làm việc nhà. Đối với cô bé, Mochi là cuộc sống. Cuộc sống là Mochi. Siori khuyên rằng, vậy thì cậu chỉ cần tìm ai đó cũng yêu Mochi là được nhỉ. Mochizo mà nghe được câu này chắc sướng lắm đây. Siori thì muốn du học. Kana lại muốn vào đại học về kiến trúc. Vì vốn dĩ Kana ngoài khả năng nói chuyện cực nhây. Cô bé còn có sở thích sửa chữa các đồ gỗ bị hỏng như cái tủ ở trường. Kana cũng đã từng xây cho Dera một cái nhà chim bằng gỗ nữa. Midori thì chưa quyết định được về trường đại học cô muốn vào. Trên đường về, Tamako lại chào hỏi hết mọi người mà cô bé gặp trên đường như mọi khi. Mochizo vừa về nhà, bố cậu trông có vẻ rất bực vì chuyện gì đó. Hóa ra là việc học đại học tại Tokyo. Mẹ cậu hỏi đã nói với Tamako về chuyện này chưa? Thì Mochizo lại ngập ngừng vì vẫn chưa dám nói. Cậu mở cái hộp trong ngăn kéo tủ, lấy ra chiếc điện thoại giấy, định nói với Tamako, nhưng rồi lại thấy vô cùng bối rối nên chả dám làm gì, và thế là ngủ quên một mạch đến tối luôn. Sau đó, Mochizo bật dậy, quyết tâm sẽ nói ra chuyện lên Tokyo học. Hóa ra người nhấc máy lại là Anko. Mochizo ngại quá vì suýt nữa thì nói với nhầm người. Anko nói cây bút của em bị vỡ nên mới sang phòng chị. Mochiro thì tự nói với bản thân, trái tim anh cũng vỡ luôn rồi. Sau đó ra nhà tắm, họ đã gặp nhau. Anko nói anh nên dùng di động để liên lạc đi. Mochiro giải thích vì cái điện thoại dây đó kết nối trái tim với nhau, là một thứ rất quý giá. Nhưng Tamako còn trả thèm nghe. Biết tin từ sáng hôm sau, Tamako sẽ tập luyện tại câu lạc bộ khiến Mochiro rất nản vì sẽ không thể nói chuyện được. Đến trường thì mày ngắm Tamako mà lại chả dám nói lại bị Midori bắt quả tang lần nữa. Mochizo đã bị mắng là đồ bám theo Tamako. Làm cậu phải luống cuống giải thích chỉ nhìn cô ấy một chút thôi chứ không phải bám đuôi. Nhưng Midori nhận thấy chỉ có duy nhất Mochizo đã dõi theo cô ấy từ lâu. Mà vẫn chưa có ý đồ làm gì xấu xa. Lúc này, Mochizo đã một miệng nói ra việc cậu sẽ học Tokyo. Nên không thể dõi theo Tamako được nữa. Thế là Midori lại là người biết trước cả Tamako. Thấy Mochizo khóc trước cửa nhà vệ sinh. Tamako còn tưởng tại cậu không đi vệ sinh được nên buồn. Midori đã nói với Tamako là Mochiro có chuyện muốn nói với cậu. Được giúp đến thế rồi mà cu cậu vẫn không dám nói ra. Rồi sau đó lại được hai cậu bạn trong câu lạc bộ động viên nữa. Đột nhiên, có người gõ cửa. Hóa ra là Tamako gọi cậu về chung. Hết cả hồn. Trên đường về, Tamako muốn biết bạn định nói với mình chuyện gì. Đó là câu chuyện về khu phố hay cửa hàng hay về Mochi. Nhưng tất cả đều không phải mà là chuyện về Mochiro đến lúc vào vấn đề chính rồi mà cô bé lại còn nói linh tinh về chuyện mấy hòn đá trên sông chứ không hiểu ý bạn gì hết đúng là kiểu người chỉ giỏi gây thương nhớ mà không cho người ta cơ hội gì cả đã thế cô bé lại còn kể chuyện về chiếc mô ngực rồi cả một bộ ngực vĩ đại mà cô nhìn thấy ở nhà tắm thì chợt nhớ ra mình đang nói chuyện với mochiro chứ không phải mấy cô bạn mochiro cạn lời luôn hai người men theo những viên đá chạy ra giữa sông tamako thì cứ vui vẻ chạy nhảy cười nói trong khi mochiro lại đang rất bối rối trong lòng chưa dừng lại, Tamako lại kể chuyện linh tinh nữa. Mochiro chỉ biết đứng im lắng nghe. Tamako chợt nhận ra mình đã tranh hết lời của cậu, nên đã xin lỗi. Lần này Mochiro đã quyết tâm sẽ nói hết. Tamako mải chạy nên suýt ngã xuống nước. Mochiro đã kéo cô lên kịp. rồi Tamako cảm thấy có gì đó sai sai. cậu cứ nắm chặt tay cô rồi yên lặng một lúc. Tamako rất ngạc nhiên. Nghe xong câu này, Tamako sốc quá nên đã ngã xuống nước. Đôi mắt cô bé ngây thơ này đột nhiên sáng long lay, như vừa được chứng kiến một điều kỳ lạ nào đó trên thế giới vậy. Cô bé không biết nói gì ngoài cảm ơn. Rồi từ từ đứng lên. Cô bé chạy thẳng về nhà. Trên đường về. Trong đầu cô rất rối bời. Tamako không biết phải làm sao để đáp lại lời tỏ tình ấy. Lúc này, cô bé dường như chỉ biết chạy không để ý đến những lời chào hỏi của mọi người xung quanh nữa. Trở về với một cơ thể ướt sũng khiến ai cũng đều ngạc nhiên. Mochizo đã mang cặp và đồ dùng để quên về hộ Tamako. Nhìn vào tay, cô lại nhớ đến cảnh Mochizo đã nắm tay mình hồi chiều. Lúc này, cô bé như trở thành một con người hoàn toàn khác. Đang nấu ăn mà lại ra ngồi ngắm mưa, để cháy hết đồ ăn. Rồi mỗi lần nghe thấy ai nhắc tới bánh mochi, Tamako lại tưởng là nhắc tới Mochiro. Nào là hấp Mochiro, rồi nướng Mochiro, Cả bố và ông nội đều thấy rất kỳ lạ. Rồi cứ nghe ai nhắc tới Mochiro. Tamako lại đỏ mặt mà không rõ lý do. Buổi sáng, Tamako lần đầu tiên ngủ quên. Ông nội nhắc về chuyện sao cháu cứ đọc Mochi thành Mochiro thế. Tamako lốt một lúc thì mới nhận ra. Đến lúc đi tập luyện, cô lơ đãng đến mức quăng luôn cả cái gậy đi. Vào lớp, thấy Mochiro. Tamako ngay lập tức quay xe. Mochiro thấy vậy cảm thấy rất buồn. Trong lớp, hai người lại còn ngồi cạnh nhau nữa chứ, mà chẳng thể nói một lời. À, đây là lần đầu tiên Mochiro dược học cùng lớp với Tamako. Ngay lập tức, Midori đã nhận ra ngay điều gì đó khác thường. Quan trọng hơn, đây là lần đầu tiên bữa trưa của Tamako không có Mochi. Cả nhóm đều vô cùng ngạc nhiên về chuyện kỳ lạ này. Một cô gái nghiện Mochi mà lại có thể quên làm Mochi được. Tamako còn nói một câu gây chấn động địa cầu là chắc mình đã chán Mochi rồi. Đúng là trời đất đã loạn hết rồi. Bỗng nhiên Midori nhớ lại một chuyện. Hồi nhỏ Tamako vốn đã không thích Mochi, vì cô bé từng bị Mochiro chê là bóng trắng của cửa hàng Mochi, mỗi khi hai người gặp nhau. Shioji tỏ mỏng muốn biết tại sao sau đó Tamako lại yêu bánh Mochi. Cô bé trả lời rằng, vì trong lúc bản thân buồn nhất khi mẹ mới mất, cái bánh Mochi đã nói, đừng khóc nữa, cô nghĩ chắc đó là bố mình. Tamako ngồi suy nghĩ về hồi nhỏ. Mỗi lần bị Mochiro trêu cô lại khóc về mách mẹ. Mẹ cô bé đã nói rằng, đó là vì con là công chúa dễ thương. Chẳng phải Mochiro rất thích con sao? Trở về thực tại. Tamako mới nhận ra lời mẹ nói lúc đó hóa ra là thật. Hôm nay, trên đường về, Tamako không còn hoạt bát, nhanh nhẹn như bình thường nữa. Đột nhiên, gặp lại chị Sazuri sau một thời gian chị về nhà chồng. Cô bé lại vui vẻ chạy nhảy như thường. Thế rồi, không hiểu kiểu gì, Mochiro đang đứng trước mặt cô. Tamako đứng đơ cả người. Mochiro cố giữ bình tĩnh đưa cho bạn cái bánh. Thế là cô bé nhận lấy nó rồi ăn một cách vô cùng căng thẳng và chuồn luôn. Đến nhà tắm, gặp Mochiro, Tamako lại trở nên căng thẳng khác thường cô chạy một mạch về nhà luôn. Sáng hôm nay, cô bé dậy sớm và đi dạo. Cô nhận thấy mọi người đều bình thường như mọi ngày. Chỉ mỗi mình là khác lạ. Dù có dậy sớm và tập luyện rất nhiều, nhưng Tamako vẫn chẳng thể bắt được cái gậy nổi một lần. Cô tâm sự với Midori về khả năng bắt gậy rất kém. Nhưng Midori lại biết thừa điều khiến cô dối bởi lúc này là do Mochiro. Tamako đành kể lại mọi chuyện cho Midori nghe. Cả chuyện đã chạy trốn cậu ấy. Từ lúc được sinh ra, hai người đã luôn luôn đối diện nhau hai gia đình lại cùng làm Mochi, nên Mochiro lúc nào cũng ở cạnh bên. Vì vậy mà Tamako đã nghĩ, dù sau này có lớn lên thì cũng chả có gì thay đổi. Nhưng Mochizo đã nghĩ tới tương lai. Cảm thấy Mochizo đã thành một người mình không thể chạm tới được. Tamako đã suy nghĩ rất nhiều và tránh mặt cậu ấy mọi lúc. Cô không biết nên làm gì lúc này. Đúng là, một con người dù có ngây thơ trong sáng, mà lỡ vướng vào chuyện tình cảm, thì cũng thay đổi hoàn toàn. Còn Mochizo thì đột nhiên chạy ra phía bờ sông rồi hét lên rất to, để kiềm chế cảm xúc khó chịu của mình lúc này. Cậu còn luôn suy nghĩ rằng mình đã quá vội vàng. Trên đường về, thấy có xe cứu thương trước cửa nhà Tamako. Hóa ra ông nội cô bé vừa bị ngã quỵ. Tamako đang khóc, trong khi bố cô lại đang đi giao hàng không có nhà. Vừa thấy Mochiro, Tamako đã không còn suy nghĩ tới bất kỳ chuyện gì nữa, ngay lập tức đã gọi tên cậu. Mochiro động viên cô và quyết định sẽ đi cùng tới bệnh viện. Thật may là ông đã không sao. Đến tối muộn, mọi người chuẩn bị ra về có vẻ mẹ Mochiro hiểu ra điều gì đó. Nên đã bảo mọi người cùng về trước. Để lại Tamako và Mochiro sẽ về với nhau sau. Hai người đã có thời gian riêng ngồi nói chuyện với nhau. Mochiro đã xin lỗi Tamako. Và nói rằng cậu đừng bận tâm về chuyện hôm đó nữa. Cứ quên lãng đi. Tamako không nói gì. Đã gần đến buổi biểu diễn lắm rồi. Mà Tamako vẫn lơ đãng. Cô không thể thể tập trung làm gì được. Thế là Tamako đã quyết định kể mọi chuyện với các bạn mình. Sioji nhận thấy khi Mochiro bảo Tamako hãy quên chuyện ấy đi. Nhưng cô lại thấy cô đơn, thì chắc chắn Tamako cũng đã yêu rồi. Trên lớp vẫn như mọi khi, Tamako chỉ dám liếc Mochiro mà không biết phải nói gì. Đột nhiên, trong đầu cô hiện lên ký ức về chiếc Mochi biết nói, hóa ra người đã động viên cô bé lúc cô buồn nhất chính là Mochiro. Sau đó, ba người bạn đã động viên Tamako nên trả lời cậu ấy sớm. Họ luôn tìm mọi cơ hội giúp Tamako có thể trả lời, nhưng đều thất bại. Đến buổi biểu diễn, đáng mừng là Tamako đã làm thành công động tác mà cô chưa từng làm được một lần. Về nhà, Tamako đã nhờ mẹ Mochiro lén lấy chiếc điện thoại dây hộ mình. Có lẽ cô bé định làm gì đó. Hôm sau đến lớp, Midori đã nói rằng Mochiro sẽ không đến nữa đâu. Cậu ấy sắp đi Tokyo. Đó là một quyết định đột ngột. Chuyến tàu tốc hành sắp tới là 9 giờ. Nếu nhanh thì có thể sẽ tới kịp. Tamako rất sốc, ngay lập tức đã đứng dậy và chạy nhanh như bay. Thật ra, Midori thấy thương cho Mochiro quá nên đã lừa Tamako một chút. Cậu ấy mới chỉ đi Tokyo dự thi thôi chứ chưa đi thật. Tamako đã chạy không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng tới chạm tàu. Nhưng cô bé không biết phải làm thế nào ở một nơi vô cùng rộng lớn và đông đúc này. Mochizo đứng đợi tàu. Tamako đã chạy đến rất gần. Cô bé nhìn quanh. Thật may mắn là đã thấy cậu đang bắt đầu bước lên tàu. Tamako hét to nhiều lần. Mochizo. Khiến cậu rất ngạc nhiên. Tàu đã bắt đầu di chuyển. Tamako hỏi. Tại sao cậu lại đi Tokyo? Nó xa lắm. Chúng ta đã luôn bên cạnh nhau. Tại sao giờ lại phải tách ra? Có điều này tớ chưa nói với cậu. Rồi Tamako quăng cho Mochiro chiếc điện thoại và ngập ngừng bày tỏ. "Mochiro, Vậy là đã hết bộ anime Tamako, một bộ phim vô cùng đáng yêu. Mọi người đừng quên like và đăng ký ủng hộ mình và cùng đón chờ bộ phim sắp tới mình sẽ mang đến với các bạn nhé.